Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần chức năng của tâm. Phần chức năng của tâm á, là chúng ta đi qua một cái kiếp sống thì tâm hoạt động để mà tái sanh. Tâm hoạt động để hộ trì cả một cái kiếp sống, và tâm hoạt động để làm cái nhiệm vụ chấm dứt kiếp sống. Như vậy đó là tục sinh, hộ kiếp, tử, là ba cái phần chính trong một cái kiếp sống. Bây giờ trong cái đời sống đó, thì các cái hoạt động khác của tâm đó là gồm có kháng môn, thì trong đó có kháng ngũ môn và kháng ý môn. Thì kháng ngũ môn này đó là sẽ mở đầu cho một cái lộ trình tâm thức mà nó đi theo năm cái căn: căn mắt, căn tai, căn mũi, căn thân, và cái lộ ý môn thì nó sẽ đi theo cái căn ý. Như vậy là chúng ta sẽ đi sâu vào trong cái phần cái lộ ngũ môn và cái lộ ý môn. Thì trong cái phần mà cái ngũ môn này đó thì chúng ta đang nói tới năm thứ, đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Và lần trước thì chúng ta có tìm hiểu qua về cái hoạt động của nhãn thức. Thì hoạt động của nhãn thức cũng chỉ là cái hoạt động thuộc về nhân quả mà thôi. Thức là biết. Thì khi mà nó đi qua cái căn mắt, đi qua căn mắt thì chúng ta sẽ có nhãn thức. Đi qua cái căn tai thì chúng ta sẽ có nhĩ thức. Đi qua cái căn mũi thì chúng ta sẽ có tỷ thức. Đi qua lưỡi, tức là thiệt, thì chúng ta sẽ có thiệt thức. Và đi qua cái căn thân thì chúng ta sẽ có thân thức. Vì cái hoạt động của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là cái hoạt động thường trực trong cái đời sống hiện kiếp của chúng ta. Và khi mà nó hoạt động như vậy đó thì các cái căn này nó sẽ tiếp nhận những cái đối tượng tương ưng với nó. Ví dụ như mắt, mắt đây thì nó sẽ có cảnh sắc, tai sẽ có cảnh thinh hay còn gọi là cảnh thâm, mũi sẽ có cảnh khí hay là hương, mũi còn lưỡi thì tiếp xúc với cảnh vị, và thân thì tiếp xúc với cảnh xúc. Đó là năm cái đối tượng của năm căn. Thì chúng ta có căn đây, chúng ta có cái đối tượng đây chính là cảnh. Thì khi các cái căn này nó tiếp xúc với các cái đối tượng này thì nó phát sanh một cái thứ ba. Cái phát sanh đó là nó phát sanh thức. Thì tùy theo cái căn của nó mà cái thức này nó sẽ có cái tên phù hợp với căn. Căn mắt thì nhãn thức, vân vân. Thì chúng ta thấy đó, nó cái tên gọi nó vậy. Thì mỗi một cái hoạt động gì thì nó sẽ tạo nên một cái dòng tâm thức mà nó gọi là cái lộ trình tâm. Thì chúng ta sẽ học tỉ mỉ hơn. Như chúng ta thấy đó, tất cả các cảnh này, cái sắc cảnh sắc này, sắc cảnh thân, sắc cảnh khí, các vị sắc cảnh xúc này, nó chỉ là sắc pháp mà thôi. Nó thuộc về sắc pháp. Tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cũng đều là sắc pháp. Hai cái đều là sắc pháp cả.
Mà cái nguyên tắc chung của nó, khi mà các căn này đó tiếp nhận các cái cảnh hay là tiếp nhận cái đối tượng của nó, tức là nó đang nhận cái gì? Nó đang nhận cái quả của nó, tiếp nhận cái quả của nó. Bản thân tất cả những gì tạo nên cái sắc thân của chúng ta cũng đều là quả, quả của nghiệp. Quả của nghiệp này do đâu? Do mình tạo ra. Như vậy cái thân chúng ta đây, sắc thân chúng ta đây có được là do quả nghiệp mà mình đã tạo ra từ vô lượng kiếp. Và cho tới cái kiếp này thì nó in hình cái quả nó nơi sắc thân này. Thì khi cái sắc thân này nó có mặt trong cái đời sống mà nó hoạt động đó, thì nó sẽ tiếp nhận những cái đối tượng. Và cái đối tượng nào được nó tiếp nhận thì cái đối tượng đó chính là quả, quả của nghiệp luôn. Cái quả này là cái mà sư cô có trình bày nhiều lần rồi đó. Là khi trong đầu mình khởi lên cái suy nghĩ gì, chưa có nói ra, chưa cái gì hết, nhưng mà quả nó trổ xanh, nó tiềm ẩn mình trời. Khi mình nói thì có hai dạng nói, mình nói thầm và mình nói ra tiếng. Thì hai cái đó khi mình nói xong nó đều tạo quả trong tâm. Khi mình ứng xử, xử lý cái gì thì cái đó là thân, hành, nghiệp, thì nó sẽ tạo nên cái quả bên trong. Thì nó phục đó, nó nằm đó, ở trong cái kho chứa của mình. Phần quả thiện cũng như quả bất thiện nó nằm trong hai cái dòng nghiệp trắng và dòng nghiệp đen đây. Thì cái dòng nghiệp này đó, nó sẽ trôi chảy. Và cái khi mà nó trú ẩn trong các cái căn của mình đó, nó hiện hình thành các cái căn đó, thì khi nó tiếp xúc với các cảnh này để mà nó có câu lưu, nó là gọi là nó nối cái thông tin với nhau và để nó tạo ra một cái phản ứng mới, thì khi đó chúng ta thấy những cái quả này nó sẽ hiện ra, tức là nơi tâm của chúng ta nó sẽ câu thông, nó câu thông với những cái ở bên ngoài và nó hình thành nên một cái thái độ ứng xử mới, một cái suy nghĩ mới, một cái cảm nhận mới. Thì tất cả như vậy nó chính là đang tiếp nhận cái quả của mình, để chúng ta đây có một cái phản ứng, có một cái thái độ, có một cái cách cư xử đối với cái quả mới này. Thì như vậy sắc thân này gồm có 5 căn là quả của nghiệp. Tất cả các cảnh này, đặc biệt những cái cảnh nào mà nó đưa đến một cái mối quan hệ, nó có một cái giao lưu, những cái này nó gọi là xúc, cái này nó gọi là xúc. Và đôi bên tiếp xúc đến cái mức độ nào thì nó nhận biết được, nhận biết đó chính là thức. Thì bây giờ thức đây đó nó thuộc về danh pháp. Trong khi căn là sắc pháp, cảnh là sắc pháp, nhưng mà thức đây nó thuộc về danh pháp, tức là tâm. Như vậy tất cả những cái hoạt động mà chúng ta thấy nó diễn qua nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi thân, thì nó là cái hoạt động của cái sắc pháp và của danh pháp, tức là hoạt động của thân và của tâm mà thôi. Và đây rõ ràng là một cái hoạt động nhân quả, là bởi vì cái sắc pháp này nó có hai cái tên gọi. Thứ nhất, như chúng ta biết, nó là quả của nghiệp, nó in hình đó là quả của nghiệp. Nhưng khi nó đứng ở cái vị trí tiếp nhận này á, nó sẽ là cái nhân. Sắc pháp này là cái nhân, nhân này là nhân gì? Nhân tiếp nhận. Và sắc pháp này đó, ở đây nó cũng là nhân, nhưng mà nó là nhân gì? Nó là nhân kích thích. Ví dụ như mình đi, mình thấy cái cảnh sắc núi non hùng vĩ, sông ngòi, cây cối rồi đẹp quá, mình nói một cái cảnh sắc thật là quyến rũ. Vì vậy cái cảnh này nè, nó kích thích cái nhìn của chúng ta. Như vậy nơi mắt này
Đó là một cái nhân của sự tiếp nhận. Và khi mà nó gieo một cái duyên, cái xúc này đó, nó tạo, nó hình thành cái duyên. Xúc này nó tạo nên duyên. Khi nó nối hai cái phần với nhau qua cái xúc, cái này, cái các cái căn này nè, nó duyên với các cảnh và nó nối kết nhau bằng xúc. Để nhờ cái duyên đó mà một cái nó là sắc pháp, bên này nó cũng là sắc pháp, căn là sắc pháp, cảnh là sắc pháp. Nhưng mà khi nhờ cái xúc tạo nên cái duyên mà nó tạo ra cái thứ ba, cái đó thuộc về danh pháp. Như vậy tất cả những cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng hay là sự tiếp xúc chúng ta đều là cái hoạt động mang tính chất nhân đây, nhân đây. Và đây, thức này là thức quả đây, hoạt động của nhân quả mà thôi. Như vậy chúng ta đâu có thoát ra ngoài nhân quả đâu. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình nghĩ trong đầu chưa làm gì hết thì không có ai biết và không có tạo tác gì hết. Nhưng mà nghĩ là tạo tác. Ý hành nghiệp thiện, ý hành nghiệp bất thiện. Ý đã tạo tác rồi. Ý tạo tác thì liền trổ quả rồi. Trổ quả. Trổ quả thiện và bất thiện. Và cái lời nói, khi cái ý nó phát sanh lên thì nó có cái lời nói nó đi kèm theo. Cái lời nói nó có thể thì thầm ở trong tâm. Lời nói đó có thể phát ra ngoài. Thì cái đó là khẩu hành nghiệp. Cái là khẩu nó cũng tạo tâm. Khẩu hành nghiệp thiện, khẩu hành nghiệp bất thiện. Thì nó tạo ra cái quả đó. Quả thiện và quả bất thiện đấy có rồi. Nó gia tăng cho cái dòng nghiệp đã vốn chảy trong cái tâm thức chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến cái kiếp này nó ngưng tụ lại. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cái tất cả những gì mà cái tâm của chúng ta nó có cái phận sự nó phải làm việc trong cái đời sống nội tâm chúng ta đây, và nó hiển lộ ra trên cái sắc thân, hay là nói là nó phối hợp trong cái sắc thân này để nó hiển lộ tất cả những cái hoạt động của nó, chẳng qua nó là những cái vấn đề thuộc về nhân quả mà thôi. Như vậy những cái gì chúng ta tạo tác từ trong ý trước. Ý là cái gốc. Rồi từ cái ý đó, nó mới khởi lên cái lời nói thì thầm, nó mới tuôn ra ngoài. Rồi mới có thái độ, cử chỉ, cách ứng xử, cách đối phó, cái xử lý vấn đề như thế nào. Thì cả ba cái chặng đường đó đều là chặng đường mà chúng ta tạo tác nên cái nghiệp thiện hoặc là tạo tác nên nghiệp bất thiện. Và đời này khi chúng ta tiếp nhận tất cả các cảnh này thì chúng ta tiếp nhận cái quả. Và lạ lùng thay đó, những cái cơ quan tiếp nhận này nó cũng là quả của mình. Những cái cảnh này, không phải tất cả những cái cảnh này chúng ta đều tiếp nhận hết. Nhưng mà cảnh nào chúng ta tiếp nhận thì cảnh đó là quả của ta. Bây giờ quý vị đi học ở trong lớp đó, nam nữ rất là đông, trẻ có, trung niên có, già có. Thế nhưng mà cái trong cái sự tiếp xúc này, mỗi tuần ở trong cũng trông thấy nhau một lần, nhưng mà cái trông thấy đó nó chưa tạo nên một cái xúc cảm gì, một cái suy nghĩ gì thì nó chưa có là nhân quả. Nhưng mà thí dụ trong số những cái người đây đó, mình có cái lòng quý mến, mình muốn thân cận để mà trao đổi về cái chuyện học, chuyện tu, rồi là thấy hợp với nhau, khăng khít với nhau và tạo thành cái người bạn đồng tu đó, thì khi đó mới có nhân quả. Tôi hiểu chưa? Còn khi một cái thoáng thấy ban đầu thì nó cũng là cái quả. Cho nên mới nói rằng không phải vô tình mà chúng ta có mặt ở đây để mà học cái vi diệu pháp này. Và đây là cái sự gặp lại. Trong nhiều kiếp chúng ta đã gặp lại nhau ở đây, chứ không phải là tình cờ mà chúng ta gặp lại ở đây. Nhưng mà cái gắn bó sâu xa hay không nữa đó là do cái sự gieo cái duyên này, cái tiếp xúc này đó.
nó sâu đậm hay không. Tái đi tái lại, tái đi tái lại, không những bằng cái ngũ căn này mà nó thêm cả căn ý. Khi chúng ta về nhà càng ngẫm nghĩ cái lời của cái người bạn đồng tu của mình á, mình càng cảm thấy là nó rất là phù hợp với mình, nó rất là thấm thía với mình, cho nên là mình lại tiếp tục trao đổi với nhau để mà cùng nhau tu học. Thì cái đó là nó gắn bó, càng ngày nó gắn bó. Thì hiểu chưa? Nhưng mà cũng có những cái trớ trêu, ví dụ như là sau khi mở một cái khóa tu là còn là những cái ngày mà giữ cho cái tâm ý trong sạch rồi, nhưng mà ra khỏi cái khóa tu đó là có chuyện tà dâm xảy ra. Thì nó là khi người ta gặp thì gặp nhau trong cái cảnh tốt, sự tiếp xúc này là sự tiếp xúc tốt, nhưng mà sau đó thì cái tà ý nó phát sanh, cho nên nó duyên với sự tà dâm. Sau cái khóa tu thì có tà dâm xảy ra, thì cái đó là cái này là cái nghiệp nó dẫn vào trong cái cảnh xấu với nhau mà thôi. Cho nên phạm giới, người ta không phải người ta đi tu mà phạm giới, nhưng mà gì đó là cái cơ hội người ta gặp. Nhưng mà cái duyên lành người ta rất ít, mà duyên xấu người ta rất là nhiều. Cho nên cái duyên lành là gặp nhau trong cái khóa tu, cùng nhau tu. Nhưng mà duyên xấu nhiều, rời khỏi khóa tu thì trong riêng tư đó là ái dục nó chiếm lĩnh, cho nên nó phát sinh lên sự tà dâm. Còn có những người thì người ta lại kết nối một cái tình bạn đồng tu đó, càng ngày nó càng tốt đẹp hơn, thì cái đó là phước duyên đối với mình. Còn cái người mà đi học tu, người tập tu, người biết tu thì nhận ra đây là pháp thiện hay pháp bất thiện, để tiếp tục hay không tiếp tục là chuyện của mình. Thì thấy rõ hoạt động nhân quả chưa? Cho nên đó là đi qua đi lại là nhân quả, tiếp tục cũng là nhân quả, tiếp tục cũng như vậy. Cái dòng nhân quả đó nó không có ra khỏi được, đó là luật nhân quả, nó chi phối trong suốt cái đời sống chúng ta. Dẫu chúng ta đây đã không có chấp nhận, không có tiếp nhận, không có hài lòng, thì đó là cảm xúc riêng của mình. Còn luật là dẫn luật, không ra khỏi. Thành ra có những cái cảnh, có những cái lời nói, có những cái sự việc khi nó xảy đến thì nó chỉ sao động cái giờ đó rồi nó qua luôn, nó không trở lại. Nhưng mà có những cái khi chúng ta tiếp nhận thì những cái sao động đó tiếp tục, nó nối kết hoài. Thì cái nhân quả của nó gắn bó, mỗi một lúc nó càng sâu sắc. Và trên cái đường luân hồi đó mà nếu chúng ta không có biết làm cho nó buông ra thì nó sẽ nối kết trên đường luân hồi. Đừng tưởng mình ghét người ta, mình không ngó mặt người ta, mình có thể hủy hoại đời người ta là mọi chuyện coi như dứt điểm rồi. Thưa quý vị, đó là sự nối trong cái oán thù của mình, chứ không phải. Khi mà nó hết là nó rã rời, nó không có dính một cái gì nữa, nó không do cái ái nhiễm để mà nó giữ chặt lại, nó không do cái hận thù để mà đối kháng nha. Hai cái này nó không có, nó rã rời thì nó mới hết. Hãy còn bực bội là còn nổi chết, hãy còn cái yêu thương thì còn nối kết. Hai cái đó là hai con đường nối kết, hai mặt của một vấn đề đau khổ. Đó là luyến ái bằng tâm tham thì nó sẽ đưa đến cái sự nối kết. Không hài lòng trong sự luyến ái đi tới sự đối nghịch nhau thì đó là cái sân. Thì nó kết bằng đường oan trái, và đây là nó kết bằng cái con đường luyến ái. Hai cái đi với nhau, nó không thoát ra được. Nó chỉ thoát khi nào rời ra. Cho nên á, người ta sống với nhau, người ta nói bây giờ ly hôn, ra tòa làm giấy tờ ly dị, chuyện nó quá dễ, không khó tí nào cả. Phân chia tài sản, phân chia con cái, tất cả mọi thứ đều phân chia cả, rời rã ra, nhưng chưa có hết đâu. Bởi vì càng nghĩ càng tức thì nó còn.
và còn dõi mắt theo cái đời sống của người khác là còn không phải dõi mắt theo để yêu thương, nhưng mà dõi mắt theo để xem đó, cái người mà nó ác với mình nó nhận cái hậu quả gì. Nếu nó nhận cái hậu quả gì thì tâm mình nó hả hê đến đó. Thì đó chính là cái tâm sân, nó đang nối kết với nhau bằng một cái đường dây mà nó gọi là oan trái với nhau. Mình không nhận. Còn khi nào mà người ta gặp nhau lại, người ta tiếp xúc với nhau, cũng giống như là mình tiếp xúc với bao nhiêu người khác, không có gì vướng bận cả, thì chừng đó hết. Bình thường, như là mình đã tiếp xúc với tất cả mọi người, là mình đối xử tử tế, lịch sự, xong rồi thôi, không có vấn đề gì hết, thì cái chuyện đó nó không có nối kết. Con đường này nó không có nối kết. Chị hiểu chưa? Còn nếu không nó sẽ nối kết. Nhớ là cái đời sống chúng ta là nhân quả. Mắt chúng ta thấy cái gì mà nó hút sâu vào thì chúng ta biết là quả nó đang trổ xanh và chúng ta đang kết nối với cái quả. Do vậy chúng ta đắm say nó, hay là chúng ta từ chối nó, hay là chúng ta coi nó đến rồi nó đi, thì cái đó là tất cả những thái độ ứng xử mà chúng ta áp dụng ra. Thì chúng ta ứng dụng như thế nào thì cái dòng tâm tức của chúng ta nó sẽ hiển lộ như thế đó. Tai chúng ta nghe, nghe cái lời đó mà chúng ta tin được không? Cho nên là sư cô cứ nói hoài là khi mình nghe người ta nói thì nó có nghe trên bề mặt và nghe trên bề sâu. Nghe bề mặt đó là nghe người ta lời, cái lời người ta nói nó diễn tả cái ý gì thì nó là cái bề mặt. Còn cái bề sâu đó, nghe cái lời người ta nói, hiểu cái lời nói đó, nhưng mà hiểu là trong tâm của người này nói ra cái câu đó để làm gì, nói ra với cái ý gì, nói ra với cái mục đích gì. Cũng như người ta đem quà tới, người ta tặng cho mình á, thì người ta có cái ý gì phải nhìn cho rõ. Cho nên cứ tưởng là người ta đem quà tặng cho mình là người ta thương mình, người ta tốt mình, người ta thân mến với mình, thì chừng đó coi chừng chưa đủ đó. Có ngày mà y như con cá, thì nó thấy cái mồi đó, thì nó tấp vào cái mồi mà nó không biết ở bên sâu bên trong nó có cái lưỡi câu. Người ta chết rồi bởi vì người ta chỉ thấy cái lời nói, hiểu cái nghĩa của lời nói mà không hiểu cái thâm ý của người nói là gì. Cái thâm ý đó là người nói từ trong tâm. Tâm đó đang hành nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện mà chúng ta không thấy. Chúng ta thấy cái mà ta đưa đến á, nó toàn là những cái điều tốt đẹp thôi. Nhưng mà bên trong nó mắc cái lưỡi câu gì thì chúng ta không thấy. Phần lớn chết là vì chỗ đó. Thấy cái lời mà không thấy cái ý. Thấy cái tâm ý của cái người mà phát ra cái lời nói đó, phát ra cái hành động cử chỉ đó, trong cái tâm ý thâm sâu của họ nó là cái gì. Cho nên chúng ta phải nhìn vào trong cái tâm mình, để khi mà mình bất cứ mình ứng xử cái gì thì từ trong cái thâm sâu của mình nói một cái tiếng nói. Và cái tiếng nói đó nó bắt nguồn từ hai cái dòng nghiệp này, không có đi đâu khác. Nó hình thành như thế, rõ ràng như thế. Cho nên mình hỏi tu bắt đầu từ chỗ nào? Bắt đầu từ cái chỗ đó, thấy trong cái tâm của mình, thấy cái tánh của mình, thấy cái nghiệp của mình đã gieo xuống, và nó hình thành như vậy trong cái tâm thức của mình, và nó phù hợp với cái sắc thân này. Nó phù hợp cũng như thế này, cũng như bây giờ mình coi một cái dàn nhạc, cái trống lớn thì nó phát ra cái âm thanh tương ưng với nó, và cái trống nhỏ khác, cái trống cơm thì gõ gõ hai đầu khác, cái trống chầu nó khác, cái trống lớn này nó đánh khác. Quý vị thấy cái đờn cò nó kéo khác, cái đờn vô lông nó kéo vậy khác, nó cũng là kéo cái dây thôi mà nó khác. Cho nên là cái tâm ý của con người nó phải tương ương với lại cái sắc pháp, nó tương ương với cái sắc pháp mà nó có, nó phù hợp với nhau. Cho nên hai cái đó khi nó gắn với nhau thì chúng ta thấy như là một.
Và quả thật nó có cái một trong đó. Cái một trong đó chính là đó là nghiệp của cái người này mà thôi, chứ không có đi ra. Nhưng mà nó hai cái phần đó ra. Một cái phần nó thuộc về danh pháp và phần thuộc về sắc pháp, nó ăn ý với nhau. Để nó hiển lộ ra thì nó mới trở thành cái tên gọi của nó. Là cái chúng sinh nó tên A hay tên B, cái trống này trống cơm hay là trống chầu, hay là cái trống lớn, nó nhiều cái loại trống mình không nhớ, không biết gọi tên hết, không biết được hết. Đàn nó cũng nhiều loại đàn. Cái đàn gáo một dây, cái đàn piano rất là nhiều dây, cung bậc nó khác nhau. Nhưng mà mỗi cái nó đều có thể diễn tả cái tâm ý của con người được thôi. Như vậy mỗi một người đó thì cái cơ thể mình nó là một cái khí cụ, nó là cái công cụ, nó là cái nhạc cụ để nó hiển lộ cái dòng tâm thức của chúng ta phù hợp với nó. Nó không đi ra khỏi cái đó. Như vậy cái nhân quả thực sự nó nằm trong cái nội tâm của chúng ta. Cái nhân quả thực sự nó đang hiển lộ qua là do nơi các căn của chúng ta tiếp xúc các trạng. Chúng ta nhớ như vậy để làm chi? Để mà chúng ta đừng có bỏ rơi các cái căn này, theo dõi. Chắc cái câu này ai cũng biết đó, là ai theo nhà Phật thì nhà Phật đều nói rằng phải thu thúc luật căn, phải tri túc, làm sao cho nó vừa đủ vừa phải thôi. Tại vì nơi các căn này nè, nó có một cái người mực phước đàng hoàng, một người là có trí tuệ, một người nhân hậu, một người mà coi như là một cái bậc thánh nhân, nó có mặt ở đây, nó có mặt trong cái dòng nghiệp thiện chúng ta. Và nó cũng có một cái kẻ bậy bạ thô tháo nè, ham ăn, ham ngủ, ham hưởng thụ, ham đủ thứ, nó cũng có mặt đây. Mà nó cũng độc ác, nó cũng dữ dằn, nó có mặt ở đây. Và khi các căn chúng ta hoạt động thì hai cái trạng thái này nó có thể xuất hiện. Có thể xuất hiện một cái, rồi cái khác mới xuất hiện. Hoặc là cái này, cái đen này làm duyên cho cái trắng làm duyên cho cái đen, thì bao giờ nó cũng xuất hiện. Vì vậy trong tất cả các cái thức này khi mà nó phát sanh lên á, thì bao giờ nó cũng có một cái thức thiện và có một cái thức bất thiện. Mặt chúng ta thấy và chúng ta hưởng được một cái nơi ở mà chung quanh đều sạch sẽ, mát mẻ, bông hoa tươi tắn, thì cái đó là cái thức thiện nó sẽ phát sanh. Đó là cái quả lành của mình. Quả lành của mình. Mình ở trong nhà cũng vậy, nhà cửa mình sạch sẽ, mát mẻ, khang trang, thì cái đó là quả lành của mình. Đồ dùng của mình cũng sạch sẽ, cũng tiện lợi tất cả mọi thứ cho mình. Mỗi lần mình dùng mình cảm thấy dễ chịu, cảm thấy thoải mái, đó là phước lành của mình đã được trổ sang. Nhưng mà cái phước này của nó sẽ biến mất nếu như cũng cái căn nhà đó, cũng cái đồ dùng đó, mà khi mình người của mình nó không khỏe, hoặc là tâm trí bắt đầu lộn xộn rồi đó, thì đồ đạc trong nhà nó lộn xộn hết, nó bừa bãi hết và nó dơ bẩn hết. Thì quý vị sẽ thấy là pháp bất thiện nó khởi sanh. Cái này quý vị để ý đó. Khi mình có cái phòng riêng, chỗ ở riêng của mình đó, thông thường ra đó, sức khỏe mình tốt thì cái gì nó cũng ngăn nắp hết. Mà khi mình bắt đầu cái sức khỏe mình nó suy xuống rồi đó, thì nó bắt đầu nó lệch lạc. Nhưng mà khi con người ta bị thất vọng, bị tuyệt vọng cái gì đó, ví dụ cái người đó là bây giờ biết tin rằng mình chỉ còn 3 tháng nữa chết thôi, thì là coi như là tất cả nó sẽ xáo trộn. Ta buông hết, buông tay hết, và không ngó ngàng gì tới, không để ý gì tới. Có bụi bặm hay có lệch lạc hay là có rơi nửa trên nửa dưới gì thì người ta cũng mặc kệ, người ta để nó hết. Quý vị thấy rõ ràng á, nó hiển lộ ra cái pháp bất thiện nó phát sanh. Như vậy tới đây thì cái phước của nó đã giảm xuống rồi quý vị. Cũng thờ cái căn nhà đó mình ở, thấy không? Mà mình hưởng được cái phước, phước thiện. Cũng nơi cái căn nhà đó ở mà khi cái phước nó hết rồi thì nó đổ. Cho nên là
những cái vị mà tạo nhiều cái phước báo để tái sanh lên cõi chư thiên, thì khi mà cái phước người ta hết, người ta phải tái sanh xuống những cái cảnh giới thấp. Cảnh giới thấp thì có thể là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, hoặc là một cái cảnh giới thấp hơn chư thiên là loài người chẳng hạn. Thì đầu tiên người ta sẽ thấy là cái nhà, cái cung điện người ta, với lại là cái vườn hoa, là bắt đầu cái sắc héo tàn nó đã suy có mặt. Và cái vị chư thiên đó soi vào trong cái gương của mình đó, thì sẽ thấy là cái hào quang của mình nó bị lu mờ rồi, là cái người này đã là sắp rời khỏi cái cảnh chư thiên. Thấy cái phước không? Cho nên mắt mình nhìn thấy một cái gì được tốt đẹp, được tươi tốt là phước báo. Và khi không được cái gì là mình giảm cái phước báo. Cho nên quý vị thấy có những người, người ta rất là xinh đẹp. Có một cái cô đó trẻ thôi, 23, 24 tuổi thôi, rất là xinh. Và đang làm việc, có cái địa vị rõ ràng luôn. Nhưng mà vì cô này vừa đẹp nè, vừa tài giỏi nè, vừa có địa vị, cho nên cái người chồng mà không tương xứng đó, thì người ta không lấy đó là một cái phước báu. Là khi mình có được cái người vợ vừa đẹp, vừa tài giỏi, vừa có địa vị mà người nhân hậu nữa, thì người ta không thấy đó là phước báu, mà người ta thấy rằng là người ta không đủ cái để người ta coi như là quản lý, người ta sở hữu. Cho nên khi không quản lý được, không sở hữu, nó phải làm cho nó lụng bại đi, để cho cái vật thể này nó phải sa sút xuống thì nó mới thuộc về của mình. Quý vị hiểu không? Khi mình thiếu phước, mình sống chung với cái người họ cũng thiếu phước, thì thay vì họ biết quý trọng những cái mà họ có trong tay, thì bây giờ họ phải dạt nó xuống cho nó sang bằng. Cho nên cái người chồng đó đã dùng axit để tạt người vợ cho tàn phế. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là bản thân cái người nữ đó đó, thì cái phước mà có được cái sắc thân xinh đẹp đó, nó chỉ có được 20 mấy năm thôi, 23, 24 năm thôi. Rồi cái phước mà mình có thể đi ra làm việc trong xã hội mà có một cái chân đứng tốt đẹp như vậy đó. Cô này là sĩ quan mà, trung úy, thì nó chỉ được có mấy năm thôi, không còn làm việc. Và tay chân xinh đẹp bây giờ nó co quắp lại như thế này, thì bàn tay đẹp này không có còn sử dụng nữa trong cái quãng đời còn lại. Khi mình thiếu phước, khi nhìn thấy những cái hình ảnh vậy, thì mỗi lần mình đi ngang mình thấy người ta để cái tờ, cái bản quảng cáo thiệt là lớn là làng nướng, thì chúng ta có bao giờ nghĩ rằng nó trong cái ác nghiệp mình tạo ra đó, là mình cũng làm biến dạng thân thể những cái chúng sinh khác để mà mình hưởng cái thịt của những chúng sinh đó làm thành cái sự sống của mình, có bao giờ nghĩ không? Treo lên rồi nướng quỷ từng phần. Và chúng ta không thấy cái điều đó. Hoặc là khi mình giận dữ đó, mình ứng xử như cái người chồng ứng xử với người vợ đây đó, thì những cái đó người ta không nghĩ ra. Người ta chỉ nghĩ một điều duy nhất rằng là người ta quá thương cái người này, người ta không muốn là cái người này đó là có nhích một chút nào không phải của người ta. Vì cái người xinh đẹp giỏi giang này đây nè, thì khi mà làm công tác là rất là thành công, cái đó là cái phước báu của người này. Nhưng cái người chung sống với mình là cái người muốn hủy cái phước báu của mình, để cho vừa dặn với lại cái sự thiếu phước người ta. Cho nên có những người đó, khi sống chung với nhau, nó không chấp nhận cái người khác của mình đó cách biệt với mình nhiều. Còn cái người mà đứng bên trên đó,
để mà cách biệt cái người dưới. Nhiều khi chọn cái sự cách biệt đó để quản lý người này. Đó là một cái suy nghĩ rất là sai lầm. Chúng ta đây không có quản lý ai được thôi. Chúng ta đây không có dạy dỗ ai được thôi. Đừng có tưởng mình có thể dạy con mình. Không có dạy được đâu. Nếu mình có phước, những cái lời nói phải của mình á, nó sẽ tiếp nhận. Bởi vì nó đã có sẵn rồi. Nó đã có sẵn rồi. Bây giờ mình rót vào đúng chỗ đó thì đương nhiên là nó sẽ mở ra thôi. Còn khi mà nó thiếu phước á, thì cái phần này của nó đóng lại, nó chỉ có cái phần đen thôi. Cho nên mình có rót bao nhiêu cũng không được, hoài công mà thôi. Rồi cuối cùng cái gì? Cuối cùng cái nỗi buồn của mình phát sanh lên, thì cái phần đen của mình nó phát sanh lên thôi. Chứ không có được một cái gì cả. Cho nên nó phải có sự tương ưng. Để mình có phước thì cái phần tốt đẹp người ta trổ sanh, thì mình rót cái phần tốt đẹp vô, thì hai bên đều được phước. Khi mà mình thiếu phước thì nó úp xuống vậy, mình có rót tới đâu thì nó chảy tới đâu. Và cuối cùng thì mình rót cái nỗi buồn mình nó không những xuống nơi cái đối tượng này, mà rót cái nỗi buồn tràn đầy trong lòng của mình. Vậy mình đang sống trong pháp bất thiện mà mình không biết. Tại vì mình ảo ảnh rằng mình có thể dạy con mình. Mình ảo ảnh rằng mình có thể hướng dẫn người khác. Không có điều đó. Người ta đủ phước thì người ta sẽ nói được. Ta không đủ phước không thể nào làm được. Còn cái chuyện mình nói là gợi ý mà thôi. Đừng coi cái nói của mình như một cái mà người ta có thể tiếp nhận, người ta đồng cảm với mình được. Chuyện đó khó lắm. Chưa thể trước mặt sau lưng như vậy, chứ sau lưng nó đổi khó. Trước mặt thì ra như tiếp giận, mà sau lưng thì nó làm nghịch thể hết toàn bộ. Bây giờ nó tiếp nhận bằng cái phần này, nó úp thì nó vẫn úp thôi. Nhưng tại mình thấy cái phần úp là ngửa ra, thật sự nó chỉ là úp. Mình thấy một cái bề ngoài, mình không thấy cái bề thâm sâu ở bên trong. Vì mình thiếu phước cho mình mới thấy mình lẫn lộn như vậy, nó tạo nên cái sự đau khổ. Tất cả các cái căn này nó đều diễn ra trên hai mặt, thiện và bất thiện. Đây tất cả những cái quả mình nó trổ sanh, đây là quả bất thiện, đây là quả thiện đó. Nó trổ sanh đó, nó có sẵn đó, và nó tiếp nhận đây, nó khởi sanh đây bằng cái thức quả, nó tiếp tục cái hoạt động của thức quả đó cho đến khi càng lúc nó càng lắng sâu vào bên trong, và nó tăng thêm cái dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện. Ở đây chỉ là hoạt động nhân quả mà thôi. Cho nên chúng ta đến với thế gian này, chúng ta chung sống với những người thân thương của chúng ta, thì đó là phước lành của chúng ta. Nhưng mà trong cái phước lành đó, nó lành được bao nhiêu thì chúng ta phải nhận ra. Hoặc là nó đang xen với nhau thì chúng ta phải nhận cho ra. Nhận ra để làm gì? Để chúng ta không có đi sâu vào cái phần đen nữa, mà chúng ta nên tạo tác trong cái đời này đó, là những cái phần thiện này nó được phát sanh. Còn nếu không, chúng ta sẽ lún đầy. Bởi vì những cái đối cảnh này mà quả bất thiện của chúng ta nó sẽ dồn dập và nó đẩy chúng ta vùi sâu trong cái nỗi buồn, trong cái mà gọi là khó chịu đựng của mình. Nó sẽ làm nên cái đau khổ mà chúng ta sẽ bị vùi trong cái dòng nghiệp đen. Chúng ta đi như thế hết một cái cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta cảm thấy bế tắc là bởi vì những cái pháp đen này nó đóng cửa cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta thân ngoại mạng chung sẽ đi xuống những cái cảnh giới nào mà nó chìm trong bế tắc, như tâm trạng chúng ta đã kéo dài suốt bao nhiêu năm dài. Cho nên á, chúng ta hãy suy nghĩ lại. Khi mình còn nhỏ, mình sống với cha mẹ mình á, mình cũng có những cái ngày rất là tươi đẹp. Mình thấy mẹ, thấy cha,
ước mình đấy. Cha mẹ thấy mặt con đều hoan hỷ, con thấy mặt cha mẹ đều hoan hỷ. Đây, nghe cái giọng nói của mẹ mình thấy ấm áp trong lòng, của cha mình thấy ấm áp trong lòng, cha mẹ nghe tiếng nói của con cũng ấm áp trong lòng, hạnh phúc. Đây nè, cái đứa nhỏ mà nó xa mẹ mà nó không ngủ được bởi vì nhớ cái hơi của mẹ. Mẹ con nghe cái mùi là biết, là quyến với nhau, là thương với nhau. Ăn, mẹ ăn gì con ăn nấy, chia sẻ với nhau. Có những bà mẹ ở quê đó là không có tán cơm cho con ăn mà nhai cơm cho con, nhai con cho con uống. Cái vị này cũng chia sẻ với nhau. Rồi cái xúc này thì mẹ cha bồng ẩm con. Khi con được mẹ bồng ẩm, cha bồng ẩm thì cả hai đều cảm thấy một cái sự an lành khi người ta có nhau trong cái đời sống này. Cái đó không phải hạnh phúc sao? Nhưng mà đến một cái tuổi nào đó chúng ta tách rời cha mẹ để chúng ta tìm một cái đối tượng khác, nó cũng thỏa mãn theo các căn này đó. Nhưng mà cái dại dột á là mình bám quá chặt vào trong cái đối tượng đó, và mình ngỡ rằng cái đối tượng đó là tất cả. Cho nên á, khi bị mất mát, bị hao hụt rồi đó, là mình cảm thấy như cái phần đời còn lại của mình vô nghĩa. Thật ra mình nghĩ sai, mình bị những cái cảm xúc đó nó tràn lấn cho mình nghĩ sai. Mình phải nghĩ vậy, cái hồi mình còn nhỏ đó, mình nhận cái tình thương yêu của cha mẹ và mình sống trong cái tình thương yêu của cha mẹ đó, thì cái lúc đó mình hưởng được, mình sống được nhưng chưa nhận thức được. Rồi mình có một cái thời gian mình lập gia đình, mình chung sống, mình nhận thức ra được nhiều thứ. Và đến giai đoạn mà cái đường tình duyên nó không có còn thuận chiều nữa, khi mà tách ra được đó, mình có một cái đời sống mới mà trải qua hai cái giai đoạn trước đó, mình không có điều kiện để sống. Giờ đây đó, cái tâm thức mình đó đủ để trưởng thành, để mình nhận ra tất cả những cái thứ nó đang diễn ra trong tâm mình. Mình nhận thức mình sẽ biết, mình sẽ hiểu biết về cuộc đời nhiều hơn, và mình có thể sắp xếp một cái đời sống của mình tốt đẹp và như ý muốn hơn. Nhưng ta không nghĩ những cái cảm xúc đó, bởi vì khi mà cái sự tiếp nhận các cái quả này nè vào trong cái đời sống tâm thức của mình đó, thì chúng ta đó tiếp nhận nó bằng cái cảm xúc. Và những cái luồng sóng cảm xúc này quá lớn cho nên nó ám ảnh và nó làm cho chúng ta đó mất cái sự suy nghĩ, mất cái sự cân đo đong đếm, mất cái nhìn thấy sâu sắc của trí tuệ. Chúng ta bị giảm mất cái phần đó, bởi vì cái đau buồn, bởi vì cái tiếc nuối, bởi vì cái lo lắng, bởi vì sự bất an, nó đã làm cho cái tâm si phóng dật của chúng ta quá mạnh mẽ, cho nên là chúng ta chỉ đau khổ và đắm mình trong đau khổ, chưa có tỉnh lại để nhìn thấy cái nhân quả của mình. Cho nên đời sống á, suốt ngày đêm là các căn tiếp xúc với các trận, và những cái cảm xúc phát sinh từ đó, những cái cảm thọ tiếp theo đó là cảm thọ lạc, cảm thọ ưu, cảm thọ khổ, cảm thọ hỷ, vân vân. Tất cả những cảm thọ đó đang xen với nhau, nó có mặt trong cái đời sống. Chúng ta bị cảm xúc là phần chính và không dùng cái khả năng trí tuệ của chúng ta để mà đi sâu hơn, để nhận thức nhiều hơn. Và chúng ta bị những cái lớp cảm xúc đó dày vò, bởi vì cái đời sống nội tâm chúng ta đó, cái người ở cái cõi dục này đó, hưởng cái gì ở thế gian này là nó đi theo cảm xúc và cảm thọ, xúc duyên thọ. Cho nên cảm xúc khởi lên thì cảm thọ cũng nối liền theo đó. Cho nên là chúng ta bị những cái thọ đó, tất cả những cái cảm thọ đó, nó làm mờ cái sự suy nghĩ, làm chúng ta không có thấy rõ. Bởi vì trong cái thọ đưa đến cái sự hưởng. Người ở cõi dục này muốn được thọ lạc, muốn được thọ hỷ.
và không chấp nhận cái thọ khổ, không chấp nhận thọ ưu. Nhưng mà chính vì muốn thọ lạc, muốn thọ hỷ mà nó mới có khổ ưu. Chính vì không chấp nhận khổ ưu cho nên khổ ưu mới tăng trưởng ở trong tâm. Chúng ta đã hiểu biết cái điều này rồi và chúng ta sẽ thấy thế, những cái hoạt động như thế thì chúng ta sẽ thấy nó lặp lại hàng tỷ lần. Và trước đây khi chúng ta không biết thì chúng ta không có để ý tới nó, bây giờ chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy rồi. Nó tái đi tái lại hàng tỷ lần và lại chờ đợi mình nhìn ra. Khi mình nhìn ra được rồi thì mình không có bị cuốn hút theo những cái cảm xúc và cảm thoại nữa. Những cảm xúc cảm thọ này nó sẽ khởi lên, nhưng mình sẽ nhìn thấy nó. Và bao giờ cái nhìn của mình sắc sảo, bao giờ cái nhìn của mình nó có một cái lực mạnh mẽ, thì những cái cảm xúc cảm thọ này nó không có hành hạ mình nữa. Còn không, nó sẽ hành hạ. Người ta nói có yêu nhau mới có ghen. Nhưng mà cái ghen này nè, nó nằm trong cái pháp bất thiện nè, nó là tật đây, tật đố nó mới ghen. Và khi tật đố nó ghen là nó có cái lận đây, tức là nó có cái ích kỷ nó mới ghen. Đây là những cái pháp bất thiện. Mà tao nói đó, có yêu nhau á thì nó mới có cái ghen đó. Thì cái yêu nhau nó yêu bằng tâm tham này, cho nên mới có cái ghen, nó thuộc về pháp bất thiện. Còn nếu người ta thương quý nhau đó bằng cái tâm thiện đây, thì nó bằng cái vô tham, bằng vô sân đây, bằng cái bi đây, bằng cái tùy hỷ đây, thì nó nằm trong cái pháp thiện này, thì nó không hề có sự ghen tị. Vì khi người ta yêu nhau bằng cái tâm tham đó, thì người ta muốn người đó là thuộc về mình, muốn người đó là của mình, muốn người đó với mình là một. Cái đó chỉ là muốn thôi, đó chỉ là cái cảm xúc thôi, đó chỉ là cái cảm thọ. Khi nó tương ưng với nhau thì nó cảm nhận được điều đó, và nó ngỡ là một, và nó tình nguyện là một, nó chấp nhận là một, nhưng thực tế không bao giờ là một. Đó là một sự thật mà chúng ta phải nhìn ra. Còn nếu không nhìn ra được điều này thì người ta sẽ sống trong ảo ảnh, và người ta sẽ chết trong cái ảo ảnh đó. Và trong cái luân hồi đó, người ta sẽ bơi trong cái ảo ảnh đó mà không hiểu tại sao, không giải được. Biết bao nhiêu người chết không có siêu, là vì những cái ảo ảnh như thế. Mình sống trong ảo ảnh của mình, cho nên gọi là mình tự biên tự diễn rồi tự diệt lấy. Mình nghĩ về người ta quá tốt, rồi sau đó mình nghĩ người ta không tốt như vậy. Lúc mình nghĩ quá tốt, mình muốn dâng hiến tất cả, giờ đến nghĩ không tốt nữa, chán ngán tất cả, chỉ một mình thôi. Còn cái đối tượng này nó vẫn như thế mà. Vì khi mà chúng ta tiếp nhận cái đối tượng này, cái xúc này đó, thì chúng ta đã phủ trùm lên cái đối tượng này tất cả sự chủ quan của mình. Sự chủ quan của mình đó là những cảm thọ của mình, đó là cái tưởng của mình hoạt động. Khi mình phủ trùm lên cái đối tượng này, tất cả là do mình. Bây giờ mình đổ thừa cái gì? Sự vật nó vẫn như thế mà, cái người đó vẫn như thế mà, tại mình nhìn thấy. Mình nhìn thấy theo cái chủ quan của mình, theo cái cảm xúc riêng của mình, và mình ứng xử theo cảm xúc của mình, và mình lấy làm hài lòng về cái cách ứng xử đó. Đến khi không hài lòng cũng do mình. Bao giờ chúng ta nhìn ra được cái sự chân thật đó thì chúng ta có chánh kiến, chúng ta có trí tuệ về tâm linh. Còn bao giờ chưa nhận ra được cái điều đó mà còn trong cái ảo ảnh của chính mình thì cái đó là vô minh. Cái đó là cái nhìn thiên lệch của mình, nó gọi là tà kiến. Như vậy vô minh và tà kiến sẽ phát sanh khi chúng ta không nhìn ra cái luật nhân quả của vạn pháp,
Trong đó có luật nhân quả về cái đời sống hiện kiếp của mình, là cái sự thấy nè, sự nghe nè, sự ngửi nè, sự nếm nè, sự đụng nè, tất cả đều nằm trong cái luật nhân quả mà thôi. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo một cái phần á, là mũi, tức là sự ngửi, thì nó cũng đi trong cái luật này. Và sư cô sẽ cố gắng để nói đi nói lại cho đến bao giờ chúng ta nhận ra thấu đáo nó rồi thì chúng ta ứng dụng về. Ví dụ cái tu chúng ta nằm đây, cái tu chúng ta nằm trong các cái lộ trình. Cho nên là sư cô có nói với quý vị, mặc dầu là sư cô đã trình bày rất là nhiều, nhưng mà trình bày ở cái phần pháp bất thiện này, trình bày ở cái phần pháp thiện này, pháp bất thiện này đi với lại cái chùm sở hữu bất thiện, pháp thiện này đi với chùm sở hữu bất thiện, nhưng mà cái linh hồn của vi diệu pháp nó nằm ở các cái tâm vô nhân đây, tức là nó nằm ở trong các cái lộ trình đây, và nó gần gũi nhất với mình đó là ở mắt tai mũi lưỡi thân của chính mình. Và đây những cái hoạt động thuộc về nhân quả đó, đây hoạt động mang tính quy luật của đây, hoạt động mà để đi từ trong cái dòng nghiệp từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ, nó ngưng tụ lại trong cái sắc thân, nó ngưng tụ lại trong cái dòng suy nghĩ mà mình gọi là cái tấm tình của mình đây, là cái sở thích mình đây, là cái ý muốn của mình đây, là cái quan niệm mình đây, là cái quan điểm của mình đây, là tất cả những thứ đó nơi mỗi người. Cái dòng chảy này nó in hình khác nhau, nó có những cái đặc điểm khác nhau, nó có những cái chi tiết khác nhau, nhưng mà đại thể nó chỉ phân làm hai phần. Chừng nào chúng ta phân được hai phần trong tất cả những cái chi ly trong cái đời sống nội tâm ra được, tách bạch ra được như vậy thì chúng ta thành công. Còn khi nào chúng ta không tách bạch ra được thì chúng ta còn bị nó dẫn dắt chúng ta đi con đường quanh co. Những cái pháp không ngay chánh nó luôn luôn ướu luyện ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta vừa nhận thấy rồi chúng ta che lại đi, vừa nhận thấy thì binh nó cho nên che lại. Vừa nhận thấy đây là biện luận để mà nói nó tốt, rồi lại nhìn thấy rõ nữa, rồi lại biện luận. Chúng ta luôn luôn là giữa hai cái dòng tâm thức chúng ta, một dòng thiện lành nó chảy bên trong và cái con kênh nước đen nó chảy phần ở dưới. Nó chảy tới đây thì chúng ta lập tức che lại, chảy tới đây chúng ta lập tức che lại. Hãy nhìn trong cái đời sống nội tâm chúng ta, chúng ta sẽ thấy nó diễn ra đúng như vậy. Khi mình nói vậy là mình cũng có sai rồi đó, vậy là mình cũng cầm bậy lắm rồi đó nha. Nhưng chút xíu nói sai sao được sai, bậy sao được bậy, tại nói vậy, tại bị thôi. Nhưng mình không chấp nhận cái bên trong. Mình đang nói gì? Mình đang nói tới cái nhân kích thích, mà mình không nói đến cái nhân mà nó tiếp nhận đây. Cái nhân nó tiếp nhận đây, cái nhân nó tiếp nhận đây, và khi nó tiếp nhận là nó phản ứng là cái chính chứ, cái nhân kích thích đâu phải là chính. Nên bây giờ người ta chửi mình nhưng mà kích thích trúng cái phần trắng này thì đâu có bị gì, mình đâu có chửi lại. Bây giờ đó các cái vị Phật đó, người ta ngồi đó đó. Bây giờ cái chúng sinh này có muốn làm cái gì thì làm, chứ người ta đâu còn cái phần đen này để phản ứng. Đâu còn cái phần đó để nói hài lòng hay không hài lòng. Nhưng mà khi ở nhân vị mà tâm trong sạch đó, mà khi mình ứng xử bằng cái suy nghĩ sai lầm của mình, tất cả mình tấn công vào đây, thì một cái điều kỳ lạ xảy ra là nó giống như chúng ta dùng một cái quả banh chúng ta ném vào trong vách đá, thì cái phản lực của cái banh nó chảy ra là nó sẽ đập vào trong cái đầu mình đó, đúng như cái lực mà mình đã dùng, đánh mạnh chừng nào đánh ngược. Cho nên khi mà chúng ta đem cái quế nhiễm chúng ta đó, thì chúng ta ứng xử với một cái bậc mà vô nhiễm đó, thì cái hậu quả này không có lường được. Còn khi đem cái quế nhiễm này nè mà đánh với cái người có quế nhiễm đây đó, thì hai bên nó ném bùng qua ném bùng lại, nhưng mà nó nhẹ hơn là được. Khi mình không biết á, mình nghĩ
Ủa không lẽ Phật mà phạt cái người này? Thưa vị, không ai phạt. Vì cái tâm mình tiến tới đó, mình dùng hết cái lực xấu của mình để mình tấn công vào một cái tảng đá, thì cái lực đó sẽ đánh trả lại. Cho nên chớ có làm cái điều ác, chớ có khinh khi cái người khác. Mình không biết được đâu. Cái bề ngoài như vậy, nhưng cái nội lực bên trong người ta mình không có lường được. Sư cô nhớ hồi sư cô đi lên Dharamsala thì một người bạn Tây Tạng có nói sư cô thế này: khi mà đi lên trên đó cẩn thận, tất cả những người mà mình nhìn thấy là như là hạ tiện nhất, là ăn mài ăn xin lết trên đường phố đó, không hẳn như vậy đâu nhé bạn. Tại vì những cái bậc đó là có thần thông đấy. Sở dĩ người ta đi như vậy là bởi vì người ta bảo vệ cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cho nên quý vị đến cái chỗ ở Đức Đạt Lai Lạt Ma không có ai cầm súng đứng canh gác cả, mà nó như một cái văn phòng bình thường, ai tới tiếp xúc cũng được hết. Nhưng mà Ngài được bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Chứ không phải thấy ta vậy mà coi thường ta, không có. Nó có cái nội lực ở bên trong. Cho nên là chúng ta phải hiểu những cái hoạt động này nó ở trong tâm của chúng ta. Khi chúng ta tiếp nhận tất cả những cái, nó đi theo cái lực nhân quả của mình. Bây giờ chúng ta lặp lại những cái điều này qua một cái phần thứ ba mà chúng ta cần phải tiếp theo, đó là chúng ta nói nhãn, nhĩ, tỷ, rồi bây giờ tới cái mũi chúng ta ngửi. Đây là chúng ta nói đến sự ngửi, đây là nói là sự thấy, bây giờ chúng ta nói đến sự ngửi. Sự ngửi đây là cái hoạt động nhân quả về ngửi, nó diễn ra ở mũi. Vì vậy chúng ta sẽ thấy là mũi là sắc pháp, mà cái mùi này nó là sắc pháp. Và mũi này là nhân, và cái mùi hương này á, nó cũng là nhân. Và cái mũi này nó là nhân tiếp nhận, và cái mùi hương này nó là cái nhân kích thích. Khi mà nó tiếp xúc lẫn nhau thì nó sẽ tạo nên cái thức quả. Thì nếu mà chúng ta đã nhận được một cái mùi mà chúng ta cảm thấy là mùi thơm, cái mùi hương nhẹ nhàng, tinh khiết chẳng hạn, thì chúng ta lấy làm hài lòng, thì đó là cái phần mà nó gọi là cái tỷ thức, là thuộc về cái thiện nó phát sinh lên. Còn nếu mình đi ngang một cái đống rác, một cái hố phân, thì cái đó là cái tỷ thức mà thuộc về bất thiện phát sanh lên. Và khi nó phát sanh lên thì chúng ta sẽ thấy nó đi thế này: thức thiện hay thức bất thiện nó phát sanh lên thì nó sẽ đi trên cái hoạt động của nó này, chứ nó không hề ngừng lại ở đây. Nó không hề là thức phát sanh lên rồi ngừng, không có gì. Nó sẽ đi một loạt. Nếu nó có ngưng thì nó ngưng chỗ này, ngưng chỗ này để nó xem đi xem lại. Nhưng mà thông thường nó ít có ngưng ở đây, thông thường nó đi tới hết, đi hết rồi xong nó mới trở lại chỗ này nữa, rồi đi hết rồi xong nó trở lại chỗ này. Chỗ này là để cho nó ngập ngừng, để cho nó phân định lại. Ví dụ như một cái người ta hành thiền thì khi người ta đối diện với một cái mùi, người ta sẽ cảm nhận cái mùi đó và người ta sẽ quan sát cái mùi. Và cuối cùng người ta sẽ thấy là cái mùi nó không có phù hợp, cái mùi nó không tốt, cái mùi nó không hay, cái mùi nó thơm, cái mùi nó không thơm, cái mùi nó hôi thối chẳng hạn vậy. Thì chỉ biết vậy thôi, chứ không hề để cho cái mùi thơm đó nó quyến rũ mình, và cũng không hề để cho cái mùi thối đó nó làm bực bội mình. Thế thôi.
Cho nên quý vị thấy là những cái bậc mà tu hạnh đầu đà đó là cái cách tu mà để cho nó khuấy động lên hết tất cả những cái phần quấy nhiễm này, nó khuấy động lên hết để mà nhìn thấy nó mà mới có thể đó điều phục nó. Quý vị thấy như ăn, mình ăn cái món nào đó ra món đó mà còn nuốt không vô. Bây giờ kem nè, rồi là canh nè, rồi chè nè, rồi đồ xào nè, rồi trộn lên hết rồi nó không có ra cái vị gì cả. Thế nhưng mà nó không nghe cái mùi gì cả, nó lộn xộn hết. Là cái đương nhiên là cái phản ứng người ta là sẽ khó chịu với cái đồ ăn đó, khó chịu với cái mùi đó lắm, thấy không? Nhưng mà một người tu hạnh đầu đà thì phải khơi nó vậy, khơi cái phần này để thấy coi cái cảm thọ mình đòi hỏi là cảm thọ gì, và cảm thọ mình không muốn là cảm thọ gì. Thì cái quan trọng là cái gì đó nhận ra những cảm thọ này và biết rõ cái tập khí của mình, chứ không còn biết tới gan. Còn thông thường đó, người trong cõi dục đó, thì khi ăn là phải thọ lạc. Ăn thì cái mùi nó phải thích cái mùi ăn thức ăn. Có khi chưa, không muốn ăn cái đó, nhưng mà nghe cái mùi đó nó kích thích nó muốn ăn. Thì thấy người ta ăn bằng mắt, người ta ăn bằng cái mùi, người ta ăn bằng cái vị, ăn nhiều thứ trong đó chứ không phải một thứ. Và ta đều thọ lạc trong cái mắt thấy nó đẹp, món ăn này đẹp, món ăn này hấp dẫn, là người ta thấy ăn cái đó trước. Thì cái thứ hai đó là nghe cái mùi đó, cái mùi nó thích, là thọ lạc trong cái mùi đó. Rồi khi để vào cái miệng đó thì cái vị nó thích hợp nữa thì thọ hưởng, thọ dục. Còn cái người ta ăn để người ta thấy cái tập khí người ta chỉ thấy cái tập khí, và người ta dùng cái thức ăn mà trộn lung tung lộn xộn này đây đó là thành một cái phương tiện để mà cái tâm người ta khởi lên cái gì, người ta thấy được cái đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái việc mà cái mũi chúng ta đi tiếp xúc với cái mùi hương đây là có phước hay không có phước. Nhân nó đi ra ngoài cái phước hay không có phước là mình cố tình, cái người mà tu đầu đà ta cố tình ta trộn lẫn như vậy để cho cái tâm thức người ta khởi lên và người ta nhìn thấy. Còn riêng cái người bình thường thì thấy đây phước thì không phước. Và khi có phước thì hưởng làm sao, mà khi không có phước thì hưởng như thế nào? Thì hai cái này nó đều tạo nên cái dòng nghiệp đó. Đó là cái hoạt động của nó. Thành ra mình nghe, mình phải nhớ, mình phải thuộc, mình mới thấy là cái luật của nó chỉ có như đó thôi. Cho nên là sư cô cứ nói chung, rồi nói riêng, rồi nói riêng, nói chung cũng là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, để mình càng lúc mình thấy rõ hơn. Rồi khi mình ứng dụng vào đó mình sẽ thấy nó, vì nó sẵn đi trở lại qua. Đó là thế đấy. Thì giờ chúng ta sang tới cái phần mũi đó. Mũi nó ngửi một cái mùi hương thì cái quy luật của nó hoạt động vẫn là cái hoạt động nhân quả như là sư cô đã dạy. Còn cái mùi hương đó, nó là cái cảnh tốt hay cảnh xấu là do cái phước mình được hưởng. Nhưng mà nó cũng lạ lắm, tất cả các cái cảnh này nè, có khi cảnh xấu với người khác mà cảnh tốt, có khi cảnh tốt với người khác nó là cảnh xấu với mình. Thành ra cái xấu tốt mà tiếp nhận đây đó là nó đi theo đó, thứ nhất là thông thường, phải người ta thấy tốt thì mình cũng thấy tốt, nó đi theo thông thường. Cái thứ hai đó, cái tốt hay là cái xấu này đó, là nó đi theo cái sự thích hợp riêng của mỗi người. Ví dụ như bây giờ ma túy thì nó là cái mà coi như là tốt đẹp với một số người. Tại vì sao? Tại vì người ta hưởng nó mà, người ta hưởng cái dục lạc trong cái chỗ đó thì nó là cái cảnh tốt của người ta. Nhưng mà với lại đa số mọi người nó là người ta không phải cảnh tốt. Rượu cũng như vậy, đó là một cái thức nhắm, một cái thức uống mà nó làm cho nhiều người ta say đắm, nhưng mà với một số người thì cái đó người ta không thể chịu đựng được. Thành ra cái người nào mà uống rượu thì cái rượu là cái cảnh tốt của họ, nhưng người nào không uống rượu thì rượu là cảnh xấu của họ. Thí dụ như bây giờ mình mà bắt mình ra mà người ta để một cái xác chết ở trước mặt mà mình nhìn từ ngày này sang ngày khác là chắc chắn là bệnh rồi. Nhưng mà với một người ta tu tập, ta tu thiền định,
người ta chuyển qua cái thiền tuệ, thì cái xác chết ngày đầu tiên, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư thì nó đầy đủ hết, vừa cái hình ảnh lại vừa cái mùi, đủ cả mọi thứ hết. Nhưng người ta ngồi đó mà người ta định tâm được và người ta quán chiếu được thì cái cảnh đó là cảnh tốt, nó là cảnh rất xấu. Nhưng mà đối với cái người hành giả, người ta tu tập thì cái cảnh đó là một cái đối tượng để cho cái tuệ giác người ta phát sanh. Đi hiểu cái này chưa? Cho nên là cái cảnh này là nó phù hợp với mỗi người riêng khác, vì nó là quả nghiệp cho nên nó phù hợp riêng, hoặc là do cái sự tu luyện của mình thì nó cũng làm cái riêng, nó không có chung, nó không giống ai cả. Bây giờ chúng ta nói đến cái thiệt là cái lưỡi đây, thì chúng ta phải tiếp nhận các cái vị. Khi mình nói cái vị á thì mình đã có vị chua, vị cay, vị đắng, vị ngọt, vân vân, rất là nhiều cái loại vị này. Nhưng mà thông thường ở thế gian đó, người ta biết cái vị này nhưng mà người ta nhớ là nhớ cái vị trong một hình tướng, nghe chưa? Ví dụ vị chua đi, vị chua này thì người ta sẽ nhớ cái vị chua nó trong cái trái me, vị chua này trong cái trái cóc, vị chua này trong cái lá giang, trong cái trái khế, vân vân, thì đó là cái vị chua. Nhưng mà thường ta nhớ thì ta nhớ cái vị chua nó liên đới vào cái trái, có khi ta nhớ cái vị chua nó liên đới trong một cái món ăn, ví dụ như đó là canh chua chẳng hạn, thì nó sẽ có cái vị chua. Nhưng mà trong cái vị chua này nó lại có cái vị ngọt, rồi lại có cái vị cay chẳng hạn vậy. Thì canh chua nó có vị ngọt, nó có vị chua, nó có vị cay, và nó luôn có cả một cái vị béo nữa, không? Thì tất cả những cái đó tổng hợp lại thì người ta thấy rằng khi người ta ăn có món canh chua thì người ta hưởng được đầy đủ cái mùi, cái vị đó, không? Cái mùi thì trong những cái rau thơm chẳng hạn đó, thì đầy đủ tất cả những thứ đó. Thì khi cái người khác đó, đổi cái món nấu đó, ví dụ như bây giờ người này nấu canh chua đó là với cá bông lau, còn người khác nấu canh chua đó là nấm, thì hai cái nó thay đổi. Hoặc là người ta nấu canh chua với thịt gà, nấu canh chua với lợi tôm, vân vân, nó khác cái món đó nha. Thì cái lúc đó cái người ta sẽ nhớ cái vị chua, cái vị chua này nằm trong canh chua, mà canh chua này đó là nấu bằng cái vật liệu gì, thì người ta chỉ nhớ là món canh chua cá hay là món canh chua gà, vân vân. Thì hai cái phần chính đó người ta nhớ nó đây. Thì cái gà hay cá nó không phải vị, không phải vị, nhưng mà cái vị này nó lại nằm ở trong cái đó, nó nằm trong cái món ăn đó. Thành ra khi cái lưỡi người ta nếm á, nếu người ta thuần tí, người ta thấy vị không á, thì người ta sẽ không có bị đắm nhiễm vào trong cái mà người ta được tiếp xúc nơi cái vị này. Nếu mà cái vị này mặc dầu nó cay đi nữa nhưng mà nó làm cho người ta ưng ý, thì đây cũng là một cái thức thiện của người ta phát sanh lên. Còn cái gì mà nó không ưng ý, ví dụ một cái vị đắng chứ hả, có người ăn đắng lại thấy làm thoải mái, đấy là ngon. Đắng của cái lá sầu đâu, đắng của khổ qua, vân vân, thì người ta thấy nó là món ngon. Thì cái đây là cái thân thức mà thọ lạc nó sẽ phát sanh. Còn ví dụ như cái đắng này, cái cay này đó mà người ta thấy là người ta khó nuốt, khó ăn quá, thì nó là thân thức mà gọi là thọ khổ, nó sẽ phát sanh lên đây, thì cái vị đó. Nhưng mà thường thông thường đó thì cái vị người ta lại nằm ở trong cái những cái món ăn. Những cái món ăn đó nó có cái tên gọi của những cái chất mà được, những cái vật liệu mà được nấu ra cái món đó. Và vì vậy khi người ta đồng hóa cái đó thì làm cho người ta nhớ cái món ăn đó phải nấu bằng những cái thứ đó thì người ta mới có hài lòng. Vì vậy ta sẽ đắm nhiễm vào trong cái món ăn đó. Người ta ưa thích cái món ăn đó và người ta tìm kiếm những cái món ăn mà ta cảm thấy phù hợp chứ không phải vị. Bởi vì cái vị chua này chúng ta có thể lấy ở những cái trái cây khác, chúng ta có thể lấy được, nhưng người ta không muốn, ta chỉ muốn lấy trong cái nồi canh chua mà ta thích là canh chua gà, hay là người ta thích là canh chua cá, thì người ta cứ bám hình đó.
Và khi người ta bấm vào trong cái đó thì người ta đó sẽ thích thú ở trong cái chỗ đó, thì cái tâm tham người ta phát sinh. Họ bị phát sinh lên cái tâm tham, dính mắt vào trong cái chỗ đó. Và khi thay đổi thức ăn thì người ta chịu không được. Có người chưa có ăn chay nhưng mà có cái suy nghĩ rằng đó chắc mình ăn chay chịu không nổi đâu, để suy nghĩ. Cho nên mình sẽ để ý vậy nè, có khi mình ăn á, người ta dọn cái thức ăn lên, nhưng mà do con mắt mình trông thấy, cái đầu mình nó nghĩ, thì nó sẽ chấp nhận ăn hay không chấp nhận ăn. Cái suy nghĩ đó làm chặn ngang. Vì mình bị mấy cái ông thầy thuốc có ăn hoa hồng của mấy cái hãng mà nó sản xuất ra những cái thức ăn mà có thịt động vật đó, cho nên là cứ nói là phải lấy cái nguồn đạm chất, cái nguồn béo, nguồn gì đó trong thịt, trong cá, trong trứng thì nó mới là tốt nhất. Mình bị lừa dối, nó lừa dối cả thế giới, không phải nó lừa dối ở cái đất nước mình đâu. Thành ra là mình cứ nghĩ rằng thể ăn chay đó thì không có sức để làm việc, chỉ có ăn mặn mới có sức để làm việc. Thì suy nghĩ rồi đi và làm thử một cái thí nghiệm đi, rồi sẽ biết là mình bị lừa, rồi mình tự lừa mình luôn, hay sự thật là ăn chay là không tốt cho sức khỏe. Cái đó cần mỗi người cần phải kiểm nghiệm lại, cần phải xem xét lại đi. Còn nếu không chúng ta sẽ dính mắc vào đây, sẽ dính mắc vào trong cái chỗ thay vì thấy vị thì thấy món ăn. Và cái này được gọi là vô minh, và cái này được gọi là tà kiến. Và như vậy thì cái sự hiểu biết đó nó sẽ đưa chúng ta vào trong cái những cái pháp bất thiện mà thôi, chứ không có pháp thiện thật sự. Thì chúng ta không thấy nhân quả. Thành ra khi mà cái điều kiện mà nói rằng để cho cái thiệt thức của mình đó nó hoạt động á, thì nó cũng như là lần trước sư cô cũng đã trình bày chung cho quý vị thấy đó, là cái điều kiện á thì nó phải có cái lưỡi nè, và cái lưỡi này hoàn hảo. Có những người bị bệnh á thì cái vị gì đưa vô họ cũng không có phân biệt được hết, cái đó là bệnh rồi. Này cái lưỡi phải hoàn hảo. Cái thứ hai á là nó phải có những cái vị này xuất hiện, thì khi nó tiếp nhận như vậy đó, thì cái một cái điều kiện nữa là khi nó tiếp nhận như vậy thì cái lưỡi này nó phải có một cái trung gian, một cái chất xúc tác, đó là cái chất lỏng. Thường thường cái chất lỏng đó là nước miếng, nước miếng từ trong cái vùng miệng nó toát ra, thì nó quyện với lại trong cái thức ăn đó thì mới làm thành được cái vị. Rồi mình phải có một cái sự để tâm chú ý vào đó, thì cái hoạt động về nhân quả của cái nếm định mới phát sạch. Như vậy nó vẫn đòi hỏi bốn điều kiện. Thứ nhất là có cái căn lưỡi hoàn hảo, cái thứ hai là nó có cái cảnh vị, cái thứ ba nó có cái chất lỏng, và cái thứ tư là phải có cái sự chú ý. Đó là bốn cái đặc điểm trong cái vấn đề hoạt động của cái lưỡi của chúng ta. Cái khi mà mình hành thiền về cái pháp mà ăn uống thì người ta sẽ không quan tâm đến món gì cả, cũng không quan tâm tới chất gì cả, mà chỉ quan tâm tới cái vị mà. Cho nên là quý vị mới nghe nói là ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được. Tại vì chay hay mặn gì đó, mình để ý tới cái vị là thoát. Còn mình không để ý tới cái vị, mình để ý tới món ăn chay này, món ăn mặn này, món chay này ăn ngon, món mặn này ăn ngon, thì tất cả mình đều bị dính vào trong đó hết, thì mình không có thoát được. Cho nên ăn chay mà vẫn dính vào trong cái món ăn mình ưa thích thì cũng vẫn không thoát. Ăn mặn mà dính vào cái món ăn mình ưa thích thì vẫn không thoát. Cho nên ăn chay, ăn mặn gì mà chỉ biết cái vị không á, thì chay mặn gì cũng được. À, cái câu đó được giải thích như vậy. Nhưng mà trong cái thực tế đó thì chay mặn gì cũng được, nhưng ăn cái thức ăn gì thì nó cũng có nhân quả của nó hết.
Ăn mặn thì nó có cộng nghiệp sát, ăn chay thì nó không có cái cộng nghiệp sát lớn như ăn mặn. Bởi vì mình rửa một cộng rau thì nó cũng có sâu xia trong đó, thì mình ngắt mình bỏ nó thì đương nhiên là nó cũng có đụng chạm tới cái sự sống của chúng sinh khác, nhưng mà nó coi như là nó ở trong một cái hoàn cảnh là nó bắt buộc phải như vậy, chứ mình không có cố ý để mà sát hại những chúng sinh. Và thường những cái chúng sinh mà nó lớn đó thì cái tâm linh nó mạnh, cho nên nó cột cái oan trái nhiều. Còn những cái chúng sanh nhỏ thì nó yếu ớt, thì nó ít. Chỉ là hơn nữa mình không có ăn thịt nó. Thì người ăn chay đó thì không có ăn thịt bất cứ một cái loại súc sanh nào cả. Còn cái kia là ăn cái thịt của nó, cho nên nó còn có cái dương dấn. Và như chúng ta biết rằng là trong cái sắc pháp mà khi nó tạo ra đó là cũng do vật thực mà tạo. Nó tạo ra nghiệp, do nghiệp, do tâm, do thời tiết, do vật thực. Thì trong cái ăn của mình đó, thì cái vật thực đó khi nó đưa vào thì nó sẽ cho ra một cái loại nhũ trắc, nó hình thành ra máu, và như vậy nó có mùi luôn, nó đủ hết. Cho nên chay mặn gì cũng như nhau, nằm ở chỗ là chúng ta chỉ thấy vị mà thôi. Nhưng mà trong cái thức ăn của chúng ta ăn đó, nó có nhân quả với nhau trong chỗ đó. Cho nên mình ăn chay thì mình tránh bớt được cái cộng nghiệp sát, còn ăn mặn thì cái cộng nghiệp sát nhiều hơn, chỉ vậy thôi. Cho nên mình nói đó, mình chia ra nó có ngành có lớp để người ta thấy rõ, chứ không phải nói như vậy rồi là ai cũng chỉ thấy cái vị mà thôi. Bây giờ mình thử tập ăn để mình thấy cái vị, hay là cái vị của mình nó còn gắn vô cái gì khác nữa, nó còn gắn vô mà mình phủi nó ra không được. Còn nếu nó gắn vô mà mình phủi nó ra được thì cái sự tập tành của mình thành công. Đến lúc nào mình chỉ thấy mình chỉ hưởng cái thức ăn đó, mình do mình tiếp nhận cái vị đó cần thiết cho cơ thể mình, tiếp nhận cái vị này thôi thì lúc đó mình thành công. Còn nếu không, cái vị này nó sẽ kết nối với món ăn đó, nó làm thành ra một cái nỗi nhớ, làm thành ra một cái sự khao khát. Và mình nói rằng cái cơ thể mình đòi hỏi, nhưng mà thật ra cái cảm thọ của mình đòi hỏi được đáp ứng. Phân biệt nó ra như vậy. Mình có một vị đó đi tu, thì khi mà vào chùa đó thì nấu thức ăn gì cũng không ăn, chỉ ăn duy nhất một cái món ăn là muối ớt mà thôi. Ai năn nỉ cách gì nói cách gì, đi cúng đi kiến cái gì cũng thủ theo một cái hũ muối ớt và ăn. Thì sau hơn 10 năm đi ở trong chùa vậy thì cuối cùng người này bị mù mắt. Mù mắt nhưng mà vẫn không bỏ được cái chuyện mà ăn cái muối đó cho đến khi chết. Thì quý vị thấy là cái đó là do cái nghiệp quả, cho nên người ta không có thể tiếp nhận được những cái thức ăn khác, những cái món ăn khác. Nó phải đi trong cái chỗ đó. Khi mà sư cô đọc trong kinh đó, sư cô thấy có một cái vị mà ở đây sư cô cũng có kể quý vị nghe câu chuyện đó. Vị đó ngủ ngồi, và đến khi nhỏ thuốc trong mắt thì vẫn ngồi như thế chứ không có nằm ra, thì để cho con mắt nó đi. Thì hiện tại sư cô có thấy một cái cô đó còn trẻ, khoảng 30 tuổi thôi, mà từ hồi đi tu giờ cũng được gần cả chục năm rồi, cũng chỉ ngồi thôi, ngủ ngồi. Thì sư cô có hỏi cổ đó, sao cô phát cái nguyện gì mà cô tu là chỉ ngủ ngồi thôi? Thì cô nói hồi đó cô đi tu cô cũng bình thường, sau đó là cô bệnh dữ lắm, thì cô nằm xuống ngủ không được, chỉ có ngồi mới ngủ mà thôi. Tất cả những cái trạng thái bất thường đó nó đều là quả của nghiệp, cả cái ăn cái uống của mình là cũng vậy. Thành ra mình để ý cái ăn cái uống của mình để mình trở về cái vị, mình không đi theo cái món ăn, cái thức ăn đó thì lần lần mình thoát, còn không mình cũng thoát. Bởi vì cái ăn uống là một trong những cái mà mình hưởng cái dục lạc ở thế gian. Tất cả các căn này đều phát sinh lên để người ta thọ hưởng dục lạc.
hưởng dục lạc quan, ngũ căn này, năm căn này hưởng dục lạc. Thành ra chúng ta kiểm soát là kiểm soát từ trong năm căn này. Chừng nào mình thấy nó là hoạt động nhân quả, chừng nào mình thấy tất cả những cái hoạt động nó đều là hoạt động của tứ đại, nhưng chừng đó mình thoát. Còn khi nào mình không có chánh niệm trong cái cách mà cách thức mình hành trì như vậy thì mình không thoát, mình không thoát. Bởi vì chúng sanh trong cõi dục dùng cái ngũ căn của mình đây để thọ hưởng dục lạc. Bây giờ nói một chút xíu nữa cho nó xong cái phần thân thức. Cái thức là cái thân thức. Thì cái thân thức điều kiện là chúng ta phải có cái thân. Và cái thân này nó phải hoàn hảo. Bởi vì nếu một cái cánh tay chúng ta bị liệt thì nó không hoàn hảo. Một cái bộ phận nào trong cơ thể chúng ta hư thì cái chỗ đó nó không có tiếp xúc được, thì nó không hoàn hảo. Cái cánh tay thì còn đây, nhưng người ta đụng chạm vào không có cảm giác, thì cái cảnh xúc này nó sẽ không có hoạt động được. Thì cái xúc này đó, nó diễn ra trong ba cái yếu tố của tứ đại. Cái yếu tố thứ nhất là nó thuộc về địa đại, yếu tố thứ hai thuộc về quả đại, và yếu tố thứ ba thuộc về phong đại. Còn cái thủy đại đó thì nó không có rõ, rất là khó, cho nên là không kể vào đây. Thì như chúng ta biết, cái tứ đại nó hoạt động cùng lúc, nó có mặt cùng lúc, nó xuất hiện cùng lúc và nó biến mất cùng lúc. Nhưng mà trong khi nó có mặt như thế đó, thì một trong bốn yếu tố đó có yếu tố nổi trội, có yếu tố yếu. Thì khi mà cái thân chúng ta đó có cái sự xúc chạm này, cái sự tiếp xúc này đây. Sự tiếp xúc này đây á, là đây có thể là một cái vật thể, nó thuộc về cứng hay là mềm, nó thuộc về nóng hay lạnh, nó di chuyển hay không di chuyển, nó tác động đến cái thân thể này. Thì khi nó tác động trong cái quy luật đó, nó là cái xúc này, nó là nhân kích thích, và thân này là cái nhân mà tiếp nhận. Thì cả hai đó là nó có một cái có giao lưu, nó có tiếp xúc với nhau. Nhưng mà với thân và cái vật xúc tác này, đây cái chất mà để mà xúc chạm đây đó, thì nó phải có đụng, nó phải có đụng, nó phải có sự va chạm, nó phải sự đụng chạm thì nó mới phát sanh được cái thân thức. Thì đó, thí dụ giờ tay mình nó liệt rồi đó, thì người ta có để cái gì nóng vô nó không thấy nóng, nó không thấy nóng nữa, thì cái quả đại nào có tiếp xúc cũng vô ích. Người ta có thể là ngắt nhéo cái tay đó thì cái tay nó không đau, và ta yêu cầu nó cử động thì nó không có cử động được, thì tất cả những cái xúc này người ta tác dụng cũng vô ích. Như vậy mình có cái thân nó phải hoàn hảo, và cái vật xúc tác này nè, nó phải xuất hiện có trong đầy đủ các cái yếu tố về tứ đại của nó. Và như vậy đó, cái chất xúc tác của nó chính là cái yếu tố mà nó thuộc về địa đại đây, một cái chất xúc tác để mà coi như là cái sự xuất hiện của cái địa đại này, thì cũng có nghĩa là sự xuất hiện của tứ đại có mặt. Thì như là cơ thể của chúng ta là tứ đại, có đầy đủ hết, đất nước gió lửa đầy đủ hết, thì cái sự tiếp xúc, cái sự xúc chạm này nó chỉ làm cho những cái yếu tố về địa đại, về quả đại, về phong đại phát sanh lên mạnh mẽ mà thôi. Ví dụ mình bắt cái tay người khác, mình sẽ thấy là cái bàn tay đó ấm hay là lạnh. Mình thấy cái bàn tay đó như vậy đó, là nó cứng là nó mềm, mình thấy. Cái bàn tay này nó thô nhám hay là cái bàn tay này nó mịn màng là mình biết. Đó là cái sự tiếp xúc, người ta thấy được. Và cái sự tiếp xúc này đó, người ta cũng có thể đọc được cái tâm. Như người ta rất là nhạy, người ta bắt cái tay, người ta thấy cái ý. Hoặc là khi người ta chỉ cần đứng gần nhau thôi, một cái từ trường giữa đôi bên tỏa ra là người ta cũng cảm nhận được. Và khi người ta gần gũi nhau, người ta chung sống nhau, người ta có sự tiếp xúc giữa cái thân thể và thân thể kia, người ta cũng vẫn cảm nhận được. Một cái đứa trẻ con thôi mà cái người ôm nó vào lòng mà thương nó thật tình, nó cảm nhận được. Một cái người khác bồng nó lên nhưng mà nó không cảm nhận được cái sự bình an, cái tình thương đó, nó cũng dãy nó ra, cho nó không thể nào tiếp nhận được. Thì cái này
khi mà tiếp xúc cái này, không những là những cái yếu tố thuộc về tứ đại nó phát sanh, mà yếu tố về tâm thức nó cũng phát sanh. Như vậy hôm nay chúng ta cũng ôn lại trong cái phần mà tỷ thiệt thân thức. Và trong cái bài kinh, trong tương ưng bộ kinh đó, có nói về những cái phẩm mà bốc cháy, thì có nói rằng là khi cái xúc này nó phát sanh, nó tạo cái duyên để cho cái quả thức này phát sanh đó, thì các cái căn này nó có thể bị bốc cháy. Bốc cháy trong cái nghĩa như thế nào? Nó bốc cháy ở cái chỗ đó, là cái khi mà cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân này đó thuộc về thức nó phát sanh lên rồi đó, thì nó có thể do cái tâm tham mà nó bốc cháy lên vì cái dục vọng, do cái tâm sân nó bốc cháy lên vì cái sự sân hận, và do cái si này nó có thể bốc cháy lên vì cái si. Cho nên là khi mà các căn tiếp xúc với các trần, thì các cái pháp mà thuộc về bốc cháy là tham sân si nó có thể phát sanh lên. Nó tùy theo cái quả thức này, đi trong cái quả thức này, đi thế này đây. Nếu đây là thức thiện thì tiếp thu là thiện, quán sát là thiện, phân đoán là nó duy tác, tức là nó hoạt động, nó không tạo tác, nhưng nó không chịu ảnh hưởng của cái này. Tới đây nó có quyền suy được. Nhưng mà phần lớn đó, là nó từ nơi cái chỗ này đó, là nó lướt qua cái này đi qua đây. Cái thực tế á, là cái phân đoán này là nó rất là công bằng, nó có cái quyền tự do của nó. Nhưng mà nhiều khi đó thì cái phần này nó quá mạnh, nó có thể xô đuổi rất là nhanh để nó chuyển qua cái phần nó tạo tác này. Thì chúng ta kiểm soát các căn là bởi vì đó, khi mà các cái thức quả thiện nó phát sanh thì cái động tốc thiện dễ phát sanh. Khi mà cái những cái thức này, đủ song thức này nó thuộc về bất thiện, thì cái phần động tốc này nó cũng bất thiện theo, tức là nó sẽ đi theo đấy. Và chúng ta nhớ lại cái điều này, chú sư cô cũng lặp đi lặp lại, là cái phân đoán này nè, bao giờ nó cũng nối với lại cái hậu kiếp cả, tức là nó nối lại trong cái dòng nghiệp cũ của chúng ta. Cho nên những cái gì mà nó phát sanh lên thì như chúng ta thấy nó nằm trong cái quả nghiệp, tất cả đều là của quả nghiệp hết. Và khi cái thức này nó phát sanh lên, nó lại là thức quả, nó lại quả nghiệp. Vậy đó. Rồi khi mà nó đến một cái phần mà cái phần gọi là công minh nhất đó, thì cái phần này cái công việc của nó là nó chuyển xuống cái dòng hồn kiếp này. Thế là nó nói là nói cái chặt đó là, thì những cái gì trong này mạnh mẽ nhất nó sẽ chuyển ra đây. Có thể là pháp thiện, có thể là pháp bất thiện. Như vậy quý vị thấy là chúng ta rất khó thoát khỏi cái sự kiềm tỏa của nghiệp. Mà sự kiềm tỏa này do mình tạo ra. Rồi bây giờ nó trở lại, nó thành cái dòng kim cô của mình. Nghiệp là do mình tạo ra từ trong ý, từ trong lời, từ trong cái hành động. Nhưng mà rồi nó lại trở lại, nó không chế mình. Vì hiểu cho nên nó nối lại trong cái tâm tính. Cho nên mình làm rồi, khi mình biết mình sai, mình làm rồi mình muốn sửa gì đó. Thì cái lúc mà mình bình tĩnh á, mình sáng suốt, mình thấy sai mình muốn sửa, mình thành tâm hối lỗi muốn sửa. Nhưng khi đụng chuyện rồi, nó vẫn tái lập lại, mình bất lực trước nó. Nhưng mà pháp Phật dạy mình, mình bất lực, mình thấy mình bất lực, biết rõ mình bất lực nhưng không có buồn rầu. Mình thua nó, mình biết mình thua. Bởi vì khi mình biết mình thua đó, là lúc đó mình biết bằng cái phần thiện trí của mình. Và cái tu tập là làm thế nào để cho cái phần thấy biết của mình đó, càng lúc càng mạnh mẽ hơn, chứ không phải để thắng nó đâu. Thì hiểu cái này chưa? Cho nên nhiều người thấy rằng là cái tánh của mình xấu quá, sửa hoài cũng được, buồn lắm. Không, sửa không được để biết rằng nó mạnh lắm.
thì mình phải cố gắng thấy nữa để cho đến bao giờ đó cái sự kiểm soát của mình mạnh hơn. Hiểu không? Giống như giờ ở nhà mình á, là mình nhốt một cái con vật rất là dữ trong nhà, nhưng mình luôn luôn mình canh chừng nó vừa hở lên vậy là mình đằng xuống rồi. Nó vừa tháo được cái khóa mình khóa lại rồi là nó không làm gì mình được đó. Mình không thể giết nó được, nhưng mình có thể kiềm chế nó bằng cách mình luôn luôn mình thấy nó, để nó vừa nhúc nhích là mình có thể là coi như là không cho nó ra khỏi cái vị trí đó. Như vậy là được rồi. Mình tu mình phải đi từng bước như vậy. Cho nên chúng ta ôn tập lại trong cái phần mà ngũ căn này, để mà chúng ta học lại cho nó thật ngừng. Và chúng ta cũng đi vào cái phần này. Phần này sư cô cũng có nói đi nói lại rất là nhiều rồi, để rồi mình lại tiếp tục đó. Sau khi là xong các cái phần này, chúng ta học một vài cái từ ngữ ôn tập nữa, thì chúng ta sẽ đi vào cái phần phân tích cái này rõ hơn. Để khi mình nhìn vào trong cái tâm mình đó, cái khi nào nó tạo nghiệp là mình biết nó đã đi tới cái giai đoạn rồi, nó ra sao rồi, và cái kiềm tỏa của cái nghiệp quả của mình đó là mình thấy rõ, để mình không có buồn nữa, để mình không có trách ai cả, để cho mình tự khuyến khích của mình đó là nên cố gắng hiểu biết về mình nhiều hơn. Chỉ có vậy thôi. Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta được sáng suốt để hiểu biết về tâm thức của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.